Dạ, Loa Kéo Sài Gòn, Duy Khương mến chào tất cả quý vị. Ngày hôm nay thì cho phép Khương gửi đến tất cả quý vị chúng ta một cái sản phẩm mà hôm nay thì bên mình sẽ quay toàn cảnh bắt đầu ráp loa cho đến khi nó hoàn thiện nha. Thì cũng có rất là nhiều quý vị khán giả muốn tò mò, muốn là xem thử là bên trong nó có cái gì và nó như thế nào để chúng ta hoàn thiện một em loa karaoke. À, mà thường thường bên em quảng cáo cho quý vị nha. Hôm nay chúng ta sẽ vào cận cảnh chúng ta xem nha. À, thưa quý vị, trước mặt quý vị đây là một dòng sản phẩm loa karaoke hai bát hai tép bát 40 nha cả nhà ha. Thưa quý vị, là cái bộ này trước mặt quý vị đây, thì nếu mà quý vị nào mà đã biết về loa rồi đấy thì quý vị sẽ biết về nó. Còn đây là Khương quay cận cảnh cho quý vị nào mà chưa biết về loa thì Khương xin giới thiệu quý vị nha. Còn quý vị nào đã biết rồi thì Khương không giới thiệu nha. Thì biết rồi giới thiệu chi nữa ha. Dạ. Thế quý vị, là ở đây là ta gọi là bộ phân tầng. Bộ phân tầng nó làm sao ạ? Thì nó giống như con người của chúng ta là có một bộ não, thì âm thanh nó cũng vậy, nó cũng có một bộ não là cái bộ phân tầng. Bộ phân tầng này nó làm nhiệm vụ là nó sẽ chia bát trép ra và nó cân đối cái tần số bát và trép ha. Và để cho cái loa mình có cho một cái chất âm hay thì chúng ta sẽ có một bộ phân tầng này. Ví dụ như âm thanh mà không có bộ phân tầng này thì chắc chắn một điều rằng chất âm nó sẽ không được hay. Quý vị nha. Vì sao? Ví dụ như có những nơi họ sẽ không ráp cái bộ phân tầng này. Họ chỉ cần gắn từ cái main gì đó cứ vì xuống rồi cái gắn vô loa thôi ha. Nó sẽ không có bộ phân tầng, nó dữ lắm là nó chỉ có cái chia ra hai cái tụ để là cản cản trép và bát thôi ha cả nhà ha. Còn bên em á, thì gắn nguyên cái bộ phân tầng này vô, nó sẽ xử lý ví dụ như nó sẽ cho một cái chất âm ra hay, quý vị nha, nó sẽ cho một chất âm ra hay. Rồi tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ có một bộ lớp bông đây, nỉ đó, cái bông đó quý vị. Quý vị, để một cái chất âm nó sẽ được ấm hơn, quý vị nha, khi cái tiếng bass mình nó đánh ra đó, rách ra đánh đánh ra thì cái tiếng bass cái này nó sẽ tiêu âm, nó sẽ làm cho cái chất âm nó sẽ không có bị dư ha quý vị ha, nó sẽ cho cái tiếng bass ra đánh nó sẽ nó không bị ồ cả nhà ha. Rồi chúng ta sẽ có những cái lỗ này. Lỗ này thì thường thường Khương nói quý vị là cái này là giống như cái em lỗ này, thường thường nhà họ thiết kế họ sẽ làm là gọi là lỗ thông hơi nha quý vị nha. Lỗ thông hơi có nghĩa là khi mà cái âm thanh mà nó đánh ra nó sẽ dội cái lỗ thông hơi này ra ha, nó sẽ làm cho cái chất âm nó sẽ lật hơn nha quý vị ha. Đó, hai bên nó sẽ có hai lỗ thông hơi đó quý vị nha, thì hai bên nó sẽ có lỗ lỗ thông hơi đó, thì bên này nó cũng vậy quý vị nha. Đó đó, cái này là bên bên em là ván chống thấm nước nha cả nhà ha. Là chúng ta sẽ có bánh xe trợ lực. Bánh xe trợ lực ở đây là đồng nghĩa là ví dụ như quý vị đẩy tới đẩy lui đẩy xuôi đẩy ngược đó, nó không có bị nặng nha. Thì chúng ta thưa quý vị là có những nơi họ sẽ ráp cái bánh xe này màu vàng, quý vị để ý nha, sẽ có màu vàng. Nhưng bên em á, là không ráp màu vàng, bên em ráp màu đen thôi. Vì sao? Vì cái màu vàng nó rất là nó không chất lượng, là quý vị chỉ đẩy một thời gian thôi là cái đây cái bánh xe này quý vị nó sẽ bị bể đi. Mà khi nó bị bể đi rồi á, là thưa quý vị là quý vị đẩy không được, đẩy người sẽ hư, thì quý vị khó để mà quý vị thay bánh xe, đúng không ạ? Cho nên bên em rất là chu đáo cho quý vị, cho nên xài cái loại này, một là màu đen, hai là màu tím nha. Đấy, chứ còn cái loại màu vàng là nó rất là dở, màu vàng nó bằng nhựa quý vị, bằng nhựa ha, nó sẽ không chất lượng bằng cái em màu đen này ha quý vị ha. Thì chúng ta sẽ có bốn bánh xe, nhưng hai bánh xe là bên em rắn gắn là không có khóa lại cho quý vị, còn hai bánh xe khóa lại. Ví dụ như quý vị chỉ cần để im chỗ đúng không, thì quý vị khóa lại giúp cho Khương nha, khóa lại giúp cho Khương ha. Rồi trên này thì bộ phận này thì để chúng ta gắn ví dụ như là main, van và mid ha. Còn này thì chúng ta sẽ có trép, gắn trép vô cái họng trép đó quý vị, gắn trép vô ha. Rồi cái này thì chúng ta sẽ gắn bát bát vô nha. Đó
Bây giờ thì em sẽ rồi anh kỹ thuật ảnh sẽ khui hàng ra. Anh sẽ khui này là để khui thùng đâu quý vị. Là anh khui tép bát ra cái cả nhà ha. Đó. Bây giờ thì để Khương quay xa xa cho quý vị. Đấy. Bát này em nhập khẩu nha cả nhà, em nhập khẩu thưa quý vị là em nhập khẩu từ bên China ha. Đó, em nhập về một lần lỗ hàng là khoảng vài tháng mới có. Nhưng mà thưa quý vị là đợt này nó hơi lâu tí. Quay cho mọi người coi nè. Đó, đẹp không? Đấy, căng răng luôn ha. Đó. Rồi. Rồi gắn vô. Đó, thì anh sẽ bỏ vào nha cả nhà ha. Rồi. Anh sẽ chia ra bát tép để gắn vào cho cả nhà ha. Cái này thường này thường thường là mình gắn tầm khoảng bao nhiêu phút là xong một cái loa anh kỹ thuật nha? Trong một tiếng. Một tiếng hả? À. Nhưng mà một tiếng xong mình test nữa, mình canh lại nhiều khi nó cũng bị lỗi này kia, này cũng ra vô cũng tùy theo cái mà phải không? Nhưng mà ví dụ như mình ráp mà với những có những cái nó không bị lỗi thì nó còn nhanh, chứ còn cái lỗi khi đôi khi test cả ngày luôn phải không? Thưa quý vị là để mà ráp một cái sản phẩm đó quý vị, nó không phải là đôi khi nó cũng đơn giản, nhưng mà thú thật quý vị thì công việc mình làm mà đâu phải cái gì cũng suôn sẻ đâu quý vị. Cho nhiều khi mình ráp nhưng mà những cái nó bị lỗi, nhiều khi nó lỗi mà mình không biết nó lỗi từ đâu. Nhiều khi thưa quý vị là anh kỹ thuật anh phải tháo hết ra lại rồi ráp vào lại. Đấy. Cho nên là nó cũng hơi khó khăn trong cái công việc này, nhưng mà không sao. Đó là công việc mà lao động là vinh quang mà không quý vị. Dạ. À bây giờ thì chuẩn bị anh kỹ thuật anh sẽ lấy tép ha. Trong cái thời gian anh lấy tép thì mình sẽ quay sơ bên cửa hàng bên em có những sản phẩm. Đó. Cho quý vị xem nha. Đây. Bên em thì đây là súp nha cả nhà ha. Đây là súp nha. Em mới nhập súp về. Cũng có rất nhiều đây. Mít đó, em nhập đây là tép nha. Tí xíu em sẽ gắn vào. Đó, đây là những cái sản phẩm đã quay trên trên kênh rồi ha. Và em nhập thêm về những cái dòng loa bát này để mình ví như bỏ sỉ á quý vị. Những khách nào họ cần sỉ thì em vẫn có vỏ. Này có vỏ thôi nha quý vị ha. Đó. Nên có vỏ. Rồi. Mình sẽ quay lại với em loa này. Thưa quý vị, đây là cái họng tép nha. Họng tép này là anh kỹ thuật anh sẽ gắn vào đó. Quý vị coi nè, đấy. Đơn giản lắm quý vị, quý vị mua về quý vị có thể tự gắn cũng được nữa. Đó. Đó, nó đơn giản lắm. Dạ. Đó, mình sẽ gắn vào cái họng này ha. Đó. Rồi anh sẽ gắn dây điện vào. Đó. Rồi, anh sẽ gắn vào. Quý vị thấy đơn giản không? Rất là đơn giản đúng không ạ? Nhưng mà không phải đơn giản đâu nha. Mình không biết là mình dặn là bể họng á. Tại vì cái này nó cũng phải dặn trúng gờ của nó. Dạ. À, cho một cái câu hình là có bát, hai tép, hai bát và men, van và mid nha. Lên đây câu hình mới thì em sẽ test chắc âm cho quý vị nha. Đây hôm nay thì em sẽ quay cho quý vị càng cảnh là cái công đoạn lắp ráp loa như thế nào thôi. Đó. Rồi test chắc âm thì mình sẽ test ăn chắc âm sau nha. Hôm nay thì mình sẽ quay công đoạn cho quý vị biết thôi nha. Cái loa này thì bên em thì anh giám đốc anh chưa có thông báo giá là bao nhiêu. Và để mà test một cái chất âm đó thưa quý vị, thì anh kỹ thuật anh phải canh chỉnh hết lại rồi cho nó xong xuôi, rồi bắt đầu bên em mới đầu mới test chất âm. Chứ còn bây giờ thì chưa có test được, tại vì để mà ráp vô và canh chỉnh lại hết tất cả mọi thứ. Dạ. Đây là những cái sản phẩm mà em đã bên cửa hàng đã ráp xong rồi quý vị. Thì để mà bán cho quý vị nha. Dạ, đó. À, nãy em nói đây, những cái vỏ này thì em giống như bên cửa hàng nhập về để mà bán cho khách. Chứ những khách nào họ cần vỏ ha. Hay là ví dụ khách nào cần yêu cầu ráp loa ba tấc, loa ray thì bên em vẫn ráp hết cho quý vị nha. Hôm nay sẽ quay lướt một vòng cho quý vị xem nha. Đây là những cái mic tụi em test nè. Đó. Ha. Tụi em test. Đó. Dạ. Đây quý vị cận cảnh quý vị coi bên em ha. Đó. Những cái sản phẩm này thì em đã quay hết cho quý vị rồi. Hôm nay thì em chỉ quay đơn sơ thôi. Và chủ yếu là em quay bên anh lắp loa cho quý vị thôi nha. Đó. Công phu không? Này phải có cái kèm bấm. Đấy. Dạ.
Cái kèm này công nhận nó ăn ghê ha. Đấy. Rồi mình sẽ gắn vào nha. Cái dây đỏ thì mình sẽ gắn vào trong cái tụ màu đỏ của em Trép nha cả nhà. Và đen thì mình sẽ lắp vào cái tụ màu đen để cho nó ra được cái tiếng Trép cho rất là chất lượng nha. Còn mình gắn sai thì nó sẽ ra rất là dở nha quý vị. Đôi khi nó cháy Trép luôn đó, thì nó sai tụ mà. Cạnh canh cho quý vị xem. Đấy. Rồi chỉ cần ấn vô cái lỗ vô thôi, ấn vô cái lỗ là siết lại là xong phải không ta? Thường thường thì quý vị thấy tưởng là chắc là nhiều người ráp lắm, nhưng mà anh này thì ví dụ như những cái nơi thì cũng có 3-4 thợ, nhưng mà bên em thì anh thợ này anh chuyên nghiệp rồi, cho nên là một ngày nếu như một ngày mà anh ráp nhiều thì tầm khoảng bao nhiêu cái trong một ngày? Nhưng mà hết công suất. Hết công suất chắc được khoảng 10 cái. 10 cái. Wow. Nhưng mà đã căn chỉnh chưa? Không, đó là chỉ ráp thôi. Ráp thôi, còn chưa căn chỉnh. Đúng rồi. Khi nào mà ví dụ như mình căn chỉnh này xong rồi thì chắc qua ngày sau mình căn chỉnh phải không? Đúng rồi, thường thì nếu mà ráp số lượng thì 10 cái một ngày thì được chắc được. Tại vì mình sẽ dàn trải ra mình ráp theo thứ tự. Chứ không có ráp đơn lẻ gì. Được thì nó sẽ rất là lâu. Anh kỹ thuật anh nói là anh ráp một ngày thưa quý vị, anh ráp một ngày là có thể được 10 cái. Nhưng mà giống như là anh căn chỉnh lại thì chưa, anh chỉ ráp được 10 cái thôi nha quý vị. Chứ còn căn chỉnh thì chắc chắn là chưa. Tại vì đôi khi mình cũng đâu biết là những cái lỗi của cái loa nó như thế nào đâu, đúng không quý vị? Cho nên nó hơi khó. Đó. Đó cũng giống như cái em Trép bên kia ha. Rồi anh sẽ gắn vô nha quý vị. Bởi vì anh gắn hoài mà anh làm hoài mà đôi khi cái chị nó ăn cái tay anh luôn đó quý vị. Dạ. Nghề nghiệp mà. Rồi xong rồi cái mình sẽ gắn main van vào đây. Là cái anh sẽ gắn cái việc main này bao nhiêu sò ta? Con này như sò hả? 16 hả? Rồi em này sẽ là 16 sò. Trong cái thời gian mà anh ráp á tầm khoảng 1 tiếng. Nhưng mà giờ tại vì em quay video là em phải tua nhanh cho quý vị ha. Cho nên là cái cho quý vị xem
chứ mà để mà quý vị coi 1 tiếng chết luôn. Lâu chứ bị mất thời gian của gì nữa. Dạ. Đấy, bung hộp ra luôn nha quý vị nha. Hàng mới nhập luôn đó. Đó bên em là gắn cho quý vị là hàng mới trong hộp ra luôn. Chứ em không gắn hàng cũ. Có nhiều nơi á quý vị. Quý vị mua không phải là em nói hết, nhưng mà có nhiều nơi họ giống như họ sẽ gắn những cái hàng chúng đã xài rồi vào cho quý vị, thì quý vị đâu có biết đúng không ạ? Thì quý vị nghĩ là hàng mới, nhưng mà có nhiều khi họ đánh cái hàng cũ thành hàng mới, chứ quý vị họ bán giá rẻ chứ quý vị mua. Nhưng mà quý vị về quý vị xài thời gian thì nó sẽ bị lỗi tất cả các thứ ha. Đó. Em loa này thì anh kỹ thuật anh đã trang bị lên cho quý vị một dòng van ha, van TD Acoustic. Rồi thưa quý vị, tiếp theo là một công đoạn để cái em loa này nó sẽ được hát, thì chúng ta sẽ trải qua một công đoạn, đó là chúng ta đấu dây nha. Mình đấu dây cho giống như là cho bass nè, cho treble nè, và cho main, cho van, cho mid. Và để cộng hưởng cho ba cái món này, main, van, mid này nó được liên kết với nhau, thì anh kỹ thuật anh sẽ đấu dây vào quý vị ha. Thì anh sẽ đấu dây vào là cho mid nè, cho van và cho mid, cho main. Nó sẽ xuống loa, nó sẽ xử lý nha cả nhà ha. Để chúng ta trải qua một cái công đoạn nữa nó mới hoàn thành. Đó.